Vâng, chào tất cả mọi người. Ngay lúc này lại gặp Út Thìn rồi. Út Thìn đi đâu về đây? Đấy, gặp Hoàng Sáu là bật cái máy quay. Giờ ai quay khỏe hơn người thắng. Rồi. Ngay lúc này gặp Hoàng Sáu. Rồi, Hoàng Sáu chào tất cả mọi người. Đi đâu về anh Thìn? Tất cả Hoàng Sáu TV sang kênh Út Thìn nha. Đấy, lùa. Bảo dữ quá. Rồi, chào chú. Mày khỏe chú? Chào khỏe. Đây là bảy màu đối đầu. Nhưng mà cháu hỏi chú là cái áo này chú may đâu vậy? Hả? Chú may cho cháu một cái với. Cái áo này hả? Và cháu thích rồi. Thích rồi, ra Gia Lai. Ra đây. Thích cái áo như thế này rồi. Tự may luôn hả? Chú tự may hả? Chú tự may hả? Hàng may. Dạ, hàng may có tay dài chứ hàng ngắn hàng mua đâu có tay dài. Vừa chạy xuống rồi tí lại lên. Vừa đâu vậy anh Thìn? À quên chứ. Đây có Lâm Trà Dép. Rồi chào Lâm Trà Dép nha. Khỏe chứ Lâm? Lại gặp anh Út Thìn nữa. Đây nào đây? Vừa mới lên. Vừa lên hồi sáng. Đang tập quay trực tiếp coi thử xe đây. Chào Hoàng Sáu không đi bắt à? Cũng tính đi mà bây giờ ra đấy không biết đi đâu. Anh có tính đi không? Có đi không? Nơi đâu chả có bao nhiêu tỉnh ngoài đó quá trời luôn mà. Thì không, giờ... Anh Thìn có đi không? Mai đi. Mai đi à? Ủa? Mới hôm nay mà mai đi cả. Giờ anh em mình vô đây còn nói chuyện. Anh em mình vô đây bàn việc lớn. Đây, vô đây. Bất ngờ quá. Rồi. Rồi bất ngờ hôm nay là gặp mấy anh em ở đây. Không biết cái chầu đấy ai mời nữa đây chứ. Rồi Hoàng Sáu mời. Vô. Tốt đẹp quá mọi người. Tốt đẹp quá. Hoàng Sáu mời uống nước. Ai uống nước Hoàng Sáu mời hết. Em có nước gì mà mắc nhất ở quán á. Mắc nhất, ngon nhất đó. Bác năm đây hả? 70 rồi. Ở trên đường xuống cốc của thầy này mà vô tình gặp em trai. Chào các cháu. Em chào chú nhá. Chào chú. Bây giờ chú chở em nó xuống dưới cốc chơi à chú? Đòi đi xe. Đòi đi xe đi dạo chơi đó mọi người. Đây hôm nay cũng gặp Út Thìn ở đây. Ủa? Nay Út Thìn với lại anh Thành Phan cũng cùng một chú nữa mà mặc cái áo đẹp quá. Đây, vô phỏng vấn Út Thìn xíu. Con chào chú nhá. Con chào chú. Em chào anh Thìn nhá. Rồi, chào anh Thành Phan. Dạ, anh Út Thìn chào khán giả Hoàng Sáu đấy rồi. Ngày Hoàng Sáu phải chào đến 10 lần. Chào khán giả TV gái và bà con mến. Chào khán giả Hoàng Sáu nha. Khán giả Hoàng Sáu cứ sang kênh Út Thìn TV xem nha. Được. Và khán giả Út Thìn qua kênh Hoàng Sáu nhá. Thấy chú rất đẹp trai. Chú cho con hỏi chú năm nay chú bao nhiêu tuổi được? 100 tuổi. Chú nhìn phong độ quá mà chú mặc cái áo này là chú may hay là chú mua chú? May. May. Đẹp quá. Ý là chú may chỗ nào để cho cháu may cái áo như chú vậy? May. Dạ, ok, thế thì chắc con hỏi may cái áo cho chú, nhìn rất là phong độ. Nằm trên phường Hội Phú mà. Phường Hội Phú. Đường hẻm mà dạ. Không biết là... Phú Pleiku. Nhà chú là có cái quán... Đẹp, nhìn sang cá. Đúng không? Nhìn cái áo cá. Nhìn nó sang mà đẹp chứ. Quán bún cá 13 Lê Hồng Phong. Quán bún cá nổi tiếng Gia Lai á, 13 Lê Hồng Phong á. Là đấy may áo à chú? Không, quán bún của chú, nhà chú. Cái bún nhà chú. Ra đấy là gặp chú ăn bún xong là chú dẫn đi tới tiệm áo. Dạ vâng. Ủa anh Thìn sáng nay anh đi đâu về mà ghé đây anh Thìn? Mua đồ để đi Tây Bắc. Ủa là chuẩn bị đi ra Bắc à? Vậy là hôm nay là anh Thìn là chuẩn bị mua đồ để đi ra hỗ trợ bà con miền Bắc. Anh tính ra Bắc anh ra tỉnh nào á? Lào Cai, Yên Bái gì đó. Nhiều quá trời nhiều mà. Nhưng mà ý là không có sân cao mình đi Ninh đi. Đi tỉnh Quang. Là bây giờ là đầu tiên là anh chắc ra Lào Cai, Yên Bái. Ra nội chứ. Thủ đô đã là muốn rẻ. Xong rồi bắt đầu là tính cái hướng đi. Ý là anh cái hành trình này anh đi cùng với ai mà đi bao nhiêu người anh? Đi bao nhiêu người á? Đi khoảng 6. Ok, phải đi cùng luôn. Nhưng mà đi tầm bao nhiêu ngày á? Ý là đi hỗ trợ bao nhiêu ngày á? Anh có định tính là đi đi khi nào xong tùy duyên. Tùy duyên. Anh Thành Phan có đi không vậy? Có chứ. Vậy là đi ra Bắc để hỗ trợ bà con ở ngoài đó thì nhiều người cũng bảo em mà đi ra ngoài Bắc nhưng mà em cũng bảo là giờ anh Thìn đi rồi thì ai mà ở đây khóa cổng nữa. Nên Hoàng Sáu ở chắc phải ở nhà để con để xem mà bà con đến cốc nữa chứ mọi người. Giờ có anh Thìn chủ nhà đi rồi còn Hoàng Sáu chứ. Tôi lo anh kêu là tôi giao lại cốc lại cho Lâm Trà Dép. Hoàng Sáu có lên thì anh em mình hợp tác nhỉ. Hợp tác. Cứ
Thế một mình làm trà dép thì sợ bị bay cóc. Dạ. Nói là không một mình rồi. Bảo là lúc đấy Lâm là mở cửa, Hoàng Sáu khóa cửa. Công việc rõ ràng mọi người. Mọi người nha. Đó, nói giỡn thôi. Đó. Đó, nói giỡn thôi chứ anh Thìn là cũng chuẩn bị đồ đi ra ngoài Bắc cùng với mấy anh em ở trong này đi ra hỗ trợ bà con ở ngoài đó thì rất là tuyệt vời. Đó, mà bây giờ nếu như em cũng đi nữa thì thực ra đến bà con mà ở nơi xa đến đây thì cũng không có ai cả. Đó nên Hoàng Sáu TV chắc là cũng ở nhà để mà có thể là quay cho tất cả mọi người xem những hình ảnh tuyệt vời dưới cốc. Đó chứ không là bây giờ đi hết thì không biết có ai nhà quay nữa, có Lâm Trà Dép có đi không này? Không không em à, không đi. Em, à. Ở nhà Trà Dép. Dạ. Phật tử rồi họ đến có cái chuyện gì mình có đúng rồi, mình cũng hỗ trợ đúng không? Anh em đi hết rồi mình vào ở nhà. Chứ giờ anh Thìn đi rồi mai để Trà Dép nay chuyển thành Lâm YouTube. Nhưng mà sáng mai anh đi đi sớm hay là đi trưa anh? Sớm. 6 giờ đi chưa? Để em biết đường lên chào tạm biệt các. Ờ ok, thế là mai đi tập trung thì có gì rồi để em còn phỏng vấn cái chứ. Ờ để còn nghĩ là chúc anh lên đường may mắn chứ. Nhưng mà mai phỏng vấn ở đâu ta? Không không cần chúc đâu, cứ anh em gom tiền lại mình hỗ trợ miền Bắc rồi. Ok. Ok. Hello. Hello. Rồi hello. Mới từ thủ đô thủ dầu 1 tới à. Rồi hello. Đó. Ấy đây. Dạ. Để tiền ủng hộ đấy. Rồi ok, tí em đưa kín nha. Chứ bây giờ đây nhiều quá là đưa mất công. Đưa rồi nó nặng. Nó nặng. Đấy. Đó bây giờ hôm nay là cũng rất là hữu duyên để ngồi trên cái đây là em cho mọi người xem này. Nhiều người bảo là không biết là ngồi ở đâu. Đây này. Đây gọi là một cái quán mà gọi là cái quán này là vỉa hè VIP. Gọi là không ở đâu có. Bởi vì cái này là cái vỉa hè trên đường xuống cốc của thầy. À, quê anh Thìn, anh Thìn. Anh Thìn ơi. Mai có khán giả ủng hộ ba bộ bàn ghế đá này, bỏ đây này, ngồi. Đó. Mai tính bỏ một bộ ở đây. Xong rồi một bộ ở kia, một bộ ở cái bên kia để cho bà con mà đến đây ngồi có chỗ ngồi. Đây mấy quán nước mà tự bỏ chứ. Thì bỏ ở đây các cô đây là không nghĩ là mình bỏ cái chỗ trống trống này. Đây có cái mái này thì bà con có chỗ để ngồi. Mà cũng giúp cho mấy cô vừa bán hàng luôn. Đây là mấy cô, mấy cô bảo mấy cô bán một một ký chôm chôm lời được có bao nhiêu đâu, đầu tư ghế đá biết bao giờ mới lấy được vốn đấy. Đó à, đây đi qua cái này cho tất cả mọi người xem con đường đi xuống cốc của thầy. Buổi chiều ngày hôm nay cũng nắng á mọi người, chiều ngày hôm nay cũng nắng nên là bà con đi xuống cũng dễ chứ nếu mà trời mưa đi xuống cũng mệt lắm. Ở đây thì cũng có bán chanh, bán hình, bán mũ này, bán chuối này, nói chung là cái gì cũng bán hết mọi người ạ. Rồi là khăn đủ sắc màu này, đây cũng đây qua đây cho mọi người xem khăn à, khăn đủ sắc màu à. Rồi khăn khăn hai mặt đủ sắc màu à, khăn lụa à. À khăn này có thể may được cái áo cho Hoàng Sáu mặc cho đẹp. Đó khăn đủ màu sắc đây mọi người. Đó, còn đây con đường đi xuống dưới cốc thầy này. À, con đường đi xuống cốc. Chiều nay trời nắng à. Mọi thấy đi xuống là cũng dễ hơn. Chứ không phải trời mưa gió là mọi người đi xuống ở đường trơn lắm. Con đường đi xuống dưới cốc của thầy buổi chiều ngày hôm nay. Đó, xe cộ đi thì đến thì cũng đứng ở hai bên đường này. Đó, để cái chỗ này này. Là bà con đi xuống dưới cốc cho thuận tiện. Đó, hôm nay cũng có cặp Út Thìn đang uống nước ở trên này. Mấy anh em cũng ngồi nói chuyện. Bởi vì Út Thìn thì cũng ngày mai ra Bắc. Em lên mà chị mãi ôm chồng quá không chịu lên bán mà. Em bảo là lên đây ủng hộ mấy chị mua nước mà mấy chị bảo là hôm qua bán nhiều quá hôm nay ở nhà ôm chồng đã. Ngồi đây. Đấy. Mấy anh em là này, mặc áo hình đẹp không? Xem Út Thìn coi. Út Thìn có cái áo cũng đẹp này mọi người này. Út Thìn tặng cho Hoàng Sáu cái áo rồi. Áo này đẹp này. Có, bên kia có bán áo rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn và đồng hành với Lâm Trà Dép. Còn YouTube không ha? Mọi người mà có muốn lên trên cốc muốn đảnh lễ thầy hay là chưa biết đường đi thì cứ liên hệ với con nha. Số con là 0964 368 479 nha. Được. Có tặng cho em cái không? Không ai đi. À thế à? Được. Vậy anh Thìn có mua tặng cho em cái áo không nhỉ? Có đây. Đây.
Em thích cái áo như ông chú này này, đẹp này, đủ sắc màu này. Đó, mọi việc hoan hỉ tốt đẹp. Trên mọi người có quán nữa không? Đó, ngồi trên này anh em nói chuyện cho vui thôi. Ngày mai là chắc là đi ra ngoài Bắc thì chắc cũng phải cả chắc phải cả 10 ngày nửa tháng mới gặp. Phải tầm nửa tháng. Nửa tháng mới gặp. Bây giờ mình đi còn mất 3 ngày rồi mới tới được. Thế là mà mai Lâm Trà Dép nhà có cái khăn nào? Có. Đem đi chợ khóc. Giờ cứ đi ra tới là anh em chia tay khóc hết nước mắt. Đi tuần hoàn cũng mình đang sợ đi có mình giữ cốc không nổi. Thì đang lo mà Sơn La một châu. Mai là giao cho Hoàng Sáu rồi. Hoàng Sáu là thành mai thành tổng giám đốc đi rồi, mai nhường chức tổng giám đốc. Mai mấy anh em tổng giám đốc, mai mấy anh em đồng tổng giám đốc đồng sở hữu. Mai Út Thìn đi công tác. Mọi người mà quý tử mà cứ lên thì cứ liên hệ với con nha, con gửi vị trí cho mọi người tự đi nha, hoặc là nếu mà có lạc đâu trong tỉnh Gia Lai thì con đón mọi người nha. Mọi người yên tâm nha. Hàng Sáu thì 7 năm 8 năm trong nghề rồi mọi người. Cho nên là bây giờ lúc này cũng lấn sân Lâm Trà Dép với lại Út Thìn hết. Ok. Đấy, với mới vừa nhờ ảnh chia sẻ cho thằng bài này đấy. Mới chia sẻ rồi. À, nói chung là cũng cảm ơn anh Hoàng Sáu rất nhiều. Đấy, sau này mà có cơ hội thì sẽ hẹn anh Hoàng Sáu một ngày gần nhất sẽ đến với Phú Thiện thân yêu. Ok luôn. Đó, chiều nay là hôm nay là nắng á, mọi người đi dễ. Không là trời mà mưa nó đi đây là đường ướt. Xem như hôm qua chiều định xuống đấy quay mà mưa quá không xuống được. Nhưng chắc tí nó mới chạy xuống mọi người. 37 người đang xem, 40 người rồi mọi người. Ồ, gớm mới giới, thế là được rồi. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Thế là livestream là tốt đẹp rồi. Cái livestream này mình có thả tim thả đồ gì được không ta? Hả? Bên khách có thả tim được không? Like thôi. Khán giả ơi, like cho con nha. Hoàng Sáu đã đen rồi, còn đừng ngồi đây là đen hơn nữa. Hoàng Sáu này, đừng ngồi đúng với Lâm Trà Lép, Hoàng Sáu đen. Đen ở đây cũng đen thui rồi. Với lại... Ngược nắng cũng đen. Ngược nắng cũng đen mọi người. Rồi còn Hoàng Sáu triệu rồi giờ ủng hộ kênh Lâm Trà Dép. Ok, cảm ơn tất cả mọi người nha. Cảm ơn Hiền Vũ, cảm ơn chị rất nhiều. Hello các em, ok, cảm ơn Mãi Yêu Gia Lai.